Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp sao. Sao giấy thì mình sẽ chuẩn bị một mảnh giấy một đường như thế này. Các bạn có thể cắt to hơn một chút tùy. Thì bây giờ mình sẽ, các bạn để ý là mình sẽ cầm ở đầu này và mình sẽ cuốn một vòng. Chúng ta sẽ nhét đầu giấy vào đây và kéo lại. Các bạn kéo lại như vậy. Và còn phần thừa ở đây thì mình sẽ gấp qua. Như vậy thì chúng ta sẽ hình dung được là ngôi sao của chúng ta sẽ có 5 cánh ở đây. Và mình sẽ bắt đầu dùng phần giấy còn thừa gấp vào từng mặt như vậy. Chúng ta sẽ gấp tới lúc mà hết phần giấy thừa ở đây luôn. Thì bước cuối cùng, phần này hơi dài nên mình sẽ cắt đi. Thì bước cuối cùng mình sẽ tìm một chỗ hở như này và nhét phần giấy thừa còn lại vào đây. Mình sẽ cắt bớt. Sau khi mà mình đã hoàn thành cơ bản như thế này thì mình sẽ dùng tay nhấn vào các cạnh. Các bạn nhấn vào như thế này. Ta-da, xong rồi. Như vậy là mình đã tạo hình xong một ngôi sao nhỏ. Các bạn có thể mua các loại giấy chuyên dụng để mà chúng ta gấp sao như này, có nhiều màu sắc khác nhau.